Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay là phiên đầu tiên của năm 2021, em có lên 4 chiếc bật lửa chia lửa cùng với anh em. Lời đầu tiên xin cảm ơn anh em đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc sức khỏe tới các anh em cùng gia đình có một năm mới thật vững vàng, phát triển công việc cũng như là trong cuộc sống gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì em lên 4 chiếc bật lửa, đều là những cái dòng line 2. Trong đó đầu tiên lần lượt theo các mã số 1, 2, 3, 4 và giá lần lượt là 7 triệu 7, 9 triệu 8, 11 triệu 8 và 7 triệu 7. Cụ thể như sau. Đầu tiên đó là một chiếc Picasso, anh em có thể nhìn thấy nó khá là đặc trưng. Đối với cái màu như này thì là nó là một trong những cái màu nó khá là phổ thông, đồ có dòng Picasso. Màu vàng hồng. Tuy nhiên đối với những chiếc Dupont thì có lẽ là khi xem ở trên video thì nó sẽ là khá là khó khăn đối với anh em, bởi vì mỗi một cái màu nó có một cái đặc trưng riêng. Những chiếc Picasso là cái màu nó hoàn toàn khác nhau, nó không hề giống nhau đâu. Cái tên thì nghe nó có vẻ giống nhau, nhưng ngay cả những cái phiên bản này chúng ta nhìn nó na ná giống nhau nhưng mà nó không hề giống nhau một chút nào cả. Và đối với những phiên bản vàng như thế này thì tất nhiên là cái tiếng kêu của nó sẽ bị giảm đi so với lại những dòng khác. Ở đây dòng highlight, anh em biết rồi, đây là nút tăng giảm, đây là nút vào ga. Còn Dupont thì anh em biết rồi, nó là một sản phẩm nó rất là đẳng cấp mà trong giới chơi bật lửa. Có lẽ là anh em nếu mà chưa hiểu về lịch sử Dupont thì mình đã có một bài riêng về Dupont khoảng tháng 3 năm ngoái. Đây anh em có thể nhìn cái màu của nó. Chiếc này là mã số 1 và giá là 7 triệu 7. Nó một vài điểm nó hơi bị lem nhẹ. Chính vì thế nên cái giá line 2 của nó bị sụt xuống khá là nhiều đối với những chiếc Picasso như thế này. Tất cả những chiếc bật lửa của em đắt nó đều có lý do và rẻ nó có lý do của nó. Những chiếc đẹp gần như tuyệt đối thì giá rất là đắt. Tiếp theo đó là một chiếc màu đen. Chiếc này thì rất là mới. Trên đây là nó là cái bụi của nó này. Đây là màu đen, vàng đen, cũng là một chiếc line 2, độ mới cực kỳ cao. Giá của chiếc này là mã số 2 là 9 triệu 8. Các sản phẩm của Dupont thì cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Chiếc này thì hoàn toàn là mới, cái nét sơn mài nó rất là mới luôn. Các cái chi tiết của nó là hoàn toàn là bằng thủ công cho nên là cái độ hoàn thiện nó khá là tốt. Cũng coi video anh em xem rồi thì mình đã bỏ một chiếc Dupont vào trong một chiếc cốc nước và nó hoàn toàn là kín. Đối với những chiếc hở ga thì nó sẽ có bọt xoáy tăm. Tiếp theo đó là mã số 3, 1 triệu 8, một chiếc khá là lạ. Anh em có thể nhìn thấy đây là vân gỗ đó. Nhưng đây là những cái miếng gỗ, đây là những miếng gỗ lắp trên tổng thể Dupont và nó có một vài điểm cấn nhẹ trên đầu này. Vệt nhẹ. Những chiếc gỗ đục như thế này anh em có thể nó khá là giống với lại vân sồi óc chó, vân nó khá là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy là đây là Dupont Davidoff, một dòng nó khá là đặc trưng đấy. Davidoff có lẽ là không nhiều người biết đến, nhưng mà tuy nhiên Davidoff nó là một cái thương hiệu và nó đặt riêng Dupont về những sản phẩm như thế này. Cho nên là nhiều người khi mà nghe đến Davidoff sẽ có vẻ là khá là sợ. Đặc biệt là như chiếc này là của chiếc Dupont Davidoff, nhiều chiếc nó chỉ ghi là Davidoff. Nhưng thực chất về bản chất của nó thì Davidoff họ không làm được về bật lửa mà họ phải đặt hàng của Dupont và dựa trên những cái ý tưởng họ để Dupont biến ý tưởng của họ để thành những cái sản phẩm như thế này. Đây có lẽ là một sản phẩm liên kết chứ không phải là một sản phẩm về chính hãng, bởi vì
anh em biết rồi, cái dáng của Davidoff nó hoàn toàn khác với dáng của Dupont. Còn đây cái dáng này nó vẫn là dáng của Dupont. Và cái chất liệu cũng như là cái mang hơi hướng của nó vẫn là mang dáng của Dupont. Anh em thấy mình lên rất là nhiều các sản phẩm về vân gỗ màu đen, vân sọc rất là nhiều, vân sọc bóng này. Còn đây là miếng gỗ và được lát trên cái tấm như thế này. Chiếc này thì độ hoàn thiện có thể nói là không được cao lắm, nó chỉ được khoảng 85%, bị một vài điểm cấn. Tuy nhiên đối với sản phẩm hiếm như thế này nó cũng khá là tuyệt vời. Bởi vì đây là một trong những sản phẩm sử dụng thường xuyên mà nó khá là khó là bảo quản. Chiếc này mã số 3 11.8 triệu. Cuối cùng là một chiếc xanh đen mã số 4 7.7 triệu. Chiếc này cũng bị một vài điểm tăm cấn nhẹ. Đây ví dụ như điểm cam cấn nhẹ ở đây. Chiếc này mã số 4 là 7.7 triệu. Có điểm đặc trưng còn chữ D màu vàng đây cũng khá là điệu. Tổng thể thì quanh viền là khá là đẹp, có một vài điểm cấn nhẹ, có một điểm cấn nhẹ trên mặt này. So trên ánh sáng vàng thì tất nhiên là nó nhìn sẽ có nhiều chiếc gram hơn, còn nhìn ánh sáng thường thì nó khá là ổn, cho nên là có lẽ là anh em xem bằng sản phẩm ngoài thực tế thì nó khá là ổn hơn. Vâng, kết thúc phiên ngày hôm nay giới thiệu với anh em 4 chiếc bật lửa dòng Dupont Line 2. Một lần nữa xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và một năm tràn đầy năng lượng để chiến đấu với lại những khó khăn dịch bệnh cũng như là cái công việc của mình cần phải vượt qua. Xin cảm ơn.